Xin chào anh chị em, hôm nay thì Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị em đệm hát bài Hòn Đá Cô Đơn với phiên bản là hợp âm hơi cao một xíu ha, có intro luôn cho anh em tập cho nó đã. Rồi bây giờ thì Tùng mời anh chị em xem video thì Tùng đọc mẫu. Đã được mẫu cho anh chị em nghe bài Hòn Đá Cô Đơn ha. Thì ở bài này á, thì mẫu đệm bên tay phải á, thì anh chị là sử dụng mẫu đệm ballad, mà chúng ta sẽ dùng cái kiểu đàn như thế này. Đầu tiên tay trái chúng ta bấm phẩm đô trưởng nha, để tôi hướng dẫn bên tay phải trước. Để chúng ta sẽ đàn là dì bát nè, dì bát, dì ba, dì hai, dì một cùng một lúc. Bát ba hai một, bát ba hai một. Rồi nếu chúng ta đọc theo phát á, thì chúng ta sẽ đọc vậy: một và hai, một và hai. Anh chị em nhìn kỹ bên tay phải Tùng nha, một và hai, một và hai, một và hai. Đó là kiểu đệm thứ nhất. Kiểu đệm thứ hai mình sẽ đợi vậy: một và hai và, một và hai và. Thì mình có hai cái kiểu đệm ở trong bài này. Ở lần thứ nhất á, là thì Tùng đàn là một và hai, một và hai. Ở lời thứ hai Tùng đàn là có cái và phía sau nữa: một và hai và, một và hai và. Hai mẫu đệm này nó khác nhau ở chỗ có nốt cuối cùng thôi ha. Cái đầu tiên là không có nốt cuối cùng đánh về, lặng đi về, lặng đi lui đó. Còn ở cái thứ hai thì có cái chữ vàng sao nữa. Rồi ở mẫu lời thứ ba là tục trộn lộn hai cái mẫu đệm lại với nhau, trộn lại tự gì cho nó hay hơn ha. Rồi bây giờ hợp âm á, thì anh chị em nhìn vào tay trái tôi. Đầu tiên hợp âm đô trưởng thì dễ rồi ha, đô trưởng chúng ta bấm như thế này, đây là đô trưởng. Đô trưởng dây bát là dây số 5. Rồi khi nào anh chị em thấy mà
ký hiệu mà đô trưởng Bách Vi, đô chữ C xịt cái chữ E, có nghĩa là học âm đô trưởng mà chúng ta không có đờn nốt bát đô, mà chúng ta đờn nốt bát là nốt chỉ số 6 Bách Vi. Đó, đô trưởng Bách Vi là thi thế này ha. Còn đô trưởng không thì chúng ta đờn chỉ số 5. Rồi, hợp âm tiếp theo ở trong bài là hợp âm la thứ. La thứ thì dễ rồi ha, la thứ đây. Đây là thứ. Con số 1 nè, dây số dây số 2, con số 2 dây số 4, ngón số 3 là dây số 3. Ngang thứ 2. Rồi, chúng ta đặt dây số 5 xuống nha. Đây là âm la thứ, ký hiệu là chữ AM. Đó, la thứ ha. Rồi, hợp âm tiếp theo nữa là âm mi thứ. Rồi, đây là âm mi thứ. Chúng ta bấm hai ngón như thế này. Mi thứ, chúng ta đờn dây bát là dây số 6. Đó, mi thứ, anh chị em nhìn thấy không? Đây, mi thứ rất là dễ ha. Mi thứ. Đó, 1 và 2. 1 và 2. 1 và 2. Thì trong bài này có một chút xíu nâng cao hơn nữa là mi thứ 7. Mi thứ 7 là chúng ta chồm ngón út nè, bấm vào dây số 2 ngang thứ 3. Đây là mi thứ 7 ha, ngón út dây số 2 ngang thứ 3, bấm vô đây. Mi thứ 7. Đây là mi thứ 7 ha. Chúng ta vẫn đờn là dây bass là dây số 6. Rồi, ở trong bài người ta sẽ ký hiệu thêm một cái nữa, nó hay hơn nữa. Mi thứ 7 mà bass C E M số 7 xịt cái chữ B. Đó là mi thứ 7 bass C, thì đơn giản là vậy. Chúng ta không có đàn dây bass là nốt mi dây số 6 nữa, mà chúng ta đàn dây bass là nốt C dây số 5. Cái này là hòa âm, hợp âm nâng cao cho nó hay hơn nha. Đó, đây. Đây chúng ta đờn dây số 5. Ngón trỏ không bấm nha. Ngón trỏ không bấm. Đó, 1 và 2. 1 và 2. Rồi, hợp âm tiếp theo nữa là hợp âm pha trưởng. Pha trưởng thì chúng ta chặn về rồi, dễ rồi không? Quen thuộc chứ không phải dễ quên. Pha trưởng thì có một số anh em là bấm là được liền, có một số anh chị em là bấm cũng phải có một thời gian thì nó mới kêu được. Đây là pha trưởng. Rồi, chặn hết ha. Ngón số 2 dây số 3. Rồi ngón số 4 là dây số 5 và ngón số 3 dây số 5 ngang thứ 3. Và ngón út bấm vào dây số 4 ngang thứ 3. Đây. Thế thầy như vậy. Rồi, anh chị em nhớ là cái hợp âm pha trưởng này là hơi khó, cho nên là chúng ta cần phải tập nhiều. Nếu mà xem video mà thấy nhanh quá không kịp thì bấm dừng lại nha. Nhớ bấm dừng lại. Rồi sau đó là chúng ta tập cho được, rồi sau chúng ta bấm hợp âm mới. Rồi, tiếp theo là hợp âm gì đây? Hợp âm son trưởng. Son trưởng thì chúng ta có hai cách để chúng ta bấm. Một cách là chúng ta giữ nguyên cái thế tay của pha trưởng như thế này. Chúng ta bấm dứt lên trên này. Đây là son trưởng. Nhớ nha. Pha trưởng nè. Chúng ta di chuyển nguyên một cái cụm tay này luôn, giữ nguyên một cái khuôn như thế này, di chuyển lên hai ngăn đàn, 1 2, đếm lên 1 2 nha, đếm lên. Đó là như thế này. Đây là son trưởng. Rồi, đó là một kiểu bấm. Một kiểu bấm thứ hai thì chúng ta bấm như thế này. Ngón số 3 nè, dây số 6. Ngón số 2, dây số 5. Ngăn 2 á. Rồi ngón út, ngón số 4 á, là bấm dây số 1, ngăn thứ 3. Đây là âm son trưởng. Chúng ta đánh dây bát là dây 6. Đó là một kiểu bấm ha. Còn bây giờ một kiểu nữa. Nếu mà em chị bấm pha trưởng vậy khó quá. Không, khó quá là không được. Bây giờ sao? Ghiền quá, muốn đờ thì sao? Bây giờ chúng ta bấm thế pha trưởng mở. Đây pha trưởng mở là chúng ta bấm 2 dây thôi. Đây là dây 1, dây 2 nè ha, bấm chặn đè này. Xong rồi ngón số 2 bấm vào dây số 3. Rồi ngón số 3 bấm vào dây số 4. Đây, đây là pha trưởng mở. Chúng ta đờn dây bass là dây số 4. Rồi, tiếp tục son trưởng, đang pha trưởng như này, lên son trưởng thì cũng thế mở luôn. Chúng ta liếc lên hai ngăn đàn. Đây là son trưởng. Dễ chưa? Chúng ta bấm được hợp âm mới đó, thế bấm mới. Thì ở đây là thì Tùng giới thiệu cho anh chị em là một hợp âm nhưng mà nó có nhiều thế bấm. Rồi chúng ta chọn thế nào là nó phụ thuộc vào cái khả năng của chúng ta. Nếu mà anh em bấm được thế bấm như vậy thì càng tốt. Còn nếu không được thì bấm thế mở nha. Ưu tiên là bấm chặn.
thì Tùng trong video thì Tùng hướng dẫn các bạn chẳng à, còn nếu mà khó quá thì bấm như này cũng được nha anh chị em, không sao hết. Rồi à, về hợp âm là hết rồi, hợp âm chừng đó thôi. Rồi bây giờ à, trong này là có đoạn intro nè, rồi có đoạn đệm nè. Bây giờ Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị em là đoạn đệm trước, à, intro nó khó hơn tập sau nha. Rồi mình à, bây giờ thì Tùng sẽ đàn mẫu trước, đàn mẫu là quy một câu đầu ha. Có hòn đá có đá xanh xanh. Rồi một và hai, mình dùng cái mẫu điệp số 1 nè. Một và hai, một và hai, đó cứ vậy thôi nha, nó cứ liên tục như vậy. Một và hai, có hòn đá có đan xa xăm, đứng ở đó cớ sao một mình, phải chân đá cũng thất tình, hòa niềm đau với ta. Rồi bây giờ thì Tùng đừng chậm lại nha, hồi nãy anh em nghe thôi chứ chưa tập theo được đâu. À, bắt đầu nhìn kỹ nè, hợp âm đô trưởng, đô trưởng vậy đúng không? Chúng ta được 1 và 2. Rồi sau đó chúng ta chuyển qua hợp âm là mi thứ 7 bass si. Mi thứ 7 bass si. Thì bây giờ chúng ta bấm như nè. Lấy cái ngón số 2 bấm chờm lên dây dây 5. Đây, chờm lên thả này ra, lùi về. Rồi ngón út chúng ta để qua hợp âm à, để qua dây số 2 ngăn thứ 3. Rồi, tay phải chúng ta đàn là dây số 5. Đây là mi thứ 7 bass si nha, ngón trỏ không có bấm nè, ngón trỏ hở ra nè, không bấm. Rồi, đây là mi thứ 7 bass si, hơi khó ha, thì chúng ta tập chuyển hợp âm trước rồi sau đó mới đàn sau. Ví dụ như thì Tùng chuyển hợp âm là từ à, câu đầu tiên nè, à, đô trưởng mi thứ 7 bass si, xong về la thứ rồi mi thứ nha, thì Tùng đàn chậm nè để anh chị em tập theo. Chúng ta phải tập chuyển hợp âm từng câu, sau khi được rồi thì chúng ta mới ráp cái lời hát vô, lời ca vô nha. Bắt đầu nè. 1 2 đô trưởng. 1 và 2 mi. 1 và 2 la thứ. 1 và 2 mi thứ. 1 và 2 lần thứ 2, lần thứ 2 tập chuyển hợp âm trước nha. Bắt đầu. 1 2 1 và 2, 1 và 2, 1 và 2, 1 và 2. Sau khi được rồi thì chúng ta mới ráp cái lời ca vô, nhớ chưa? Sau khi được rồi thì mới ráp lời ca nha. À, ở hàng đầu tiên nè, bây giờ thì Tùng sẽ làm mẫu hàng đầu tiên nha, ráp lời ca vào. Chuẩn bị. 1 2 có hòn đá có đơn xa xăm, đứng ở đó cớ sao một mình. À, chúng ta nhớ là cái chỗ này nè, nó hát hơi khó một xíu, gọi là tiết tấu đảo phách, nó hơi khó. Ví dụ như có hòn đá có đơn xa xăm, đơn xa xăm, ngay chữ đơn là phải lội vô dây bát, nhà nó khó chỗ đó đó nè. Có hòn đá có đơn xa xăm, chữ đơn là dây bát, đứng ở đó cớ sao một mình, chữ sao là vô dây bát. Chỗ này là rất là nhiều anh em đều bị sai nha, nó hơi khó đàn. À, không phải đàn khó mà do là vừa hát và vừa đàn à, ghép lại nó khó. Hát tự vì đang trong giai đoạn gọi là đảo phách, à, ta dùng kỹ thuật đảo phách cho nó hay, nó chơi vơi nó hay, cho nên là mình khi mình ráp vô vừa đàn vừa hát nó khó. Thì nếu mà anh chị em tập một lần không được thì anh chị em chia nhỏ ra hát trước đằng sau tập hát, ví dụ như là có hòn đá có đơn xa xăm, đứng ở đó cớ sao một mình. Đó, nhớ chỗ những chỗ thì Tùng dằn vào, nhắn vào là chỗ đó là gì bác. Nhớ kỹ nha. Rồi, Tùng làm lại một câu nè. Có hòn đá có đơn xa xăm, đứng ở đó cớ sao một mình. Thấy chưa? Rồi, tương tự như vậy ở hàng thứ hai, ở ô nhịp tiếp theo đó. Phải chăng
đã cũng thất tình. À, chữ thất, cái này thầy Tùng nhắn hơi lố nha, nhắn cho anh em biết là cái bát gồm chỗ đó. Phải chăng đã cũng thất tình, hòa niềm đau với ta. Lại là nữa nào. Phải chăng đã cũng thất tình, hòa niềm đau với ta. Rồi bắt đầu vô bài nha. Chú bị 1 2. Phải chăng đã cũng thất tình, hòa niềm đau với ta. Đó, thì bây giờ chúng ta mới thấy là sao, tự nhiên cái khúc cuối nó có cái chuyện chuyện bùm bùm gì với bass gì đó, thì đó là tiếp tục chạy bass một xíu thôi, dành cho những anh em mà muốn được khá khá rồi, nâng cao lên một xíu. Còn nếu mà anh em mà chưa có đạt được thì chuyển hợp âm thôi, không có chạy bass nha. Đây là pha trưởng nè, pha trưởng hàng thứ hai đó nha, pha trưởng. Rồi đô trưởng bát mì, đô trưởng đánh gì bass gì thứ sáu, pha trưởng lại, son trưởng. Đó, thì từ cái chỗ mà từ pha trưởng nè qua son trưởng nè, thì nếu anh em nào chạy bass được thì hãy làm như vậy, 1 và 2. Đó nè, lại nha, 1 và 2 và 1. Thấy chưa, cái chỗ chữ và lần thứ hai về đó, thay vì mình móc dây số 3 thì mình bỏ đi, mình thế vào con nốt bass trên này. Lại nha, phà nè, từ phà qua son có chị bát, 1 và 2 phà son. Bây giờ rồi móc luôn bình thường chị bát này, làm lại nha. Lại lần nữa, phà, lại lần nữa. Rồi bắt đầu thì tụng đơn lại hàng thứ hai nha. Bài này hơi khó cho nên là phải lặp lại liên tục để cho anh em tập. 1 2. Phải chăng đã cũng thất tình, hòa niềm đau với ta. Thêm lần nữa nha. Phải chăng đã cũng thất tình, hòa niềm đau với ta. Rồi bây giờ thì Tùng sẽ đờn lại từ đầu bài có hòn đá của đơn sơ sâm đến là hòa niềm đau với ta, hai câu lặp lại rồi nha. Bắt đầu, 1 và 2. Có hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó cớ sao một mình. Phải chăng đã cũng thất tình, hòa niềm đau với ta. Qua lời tiếp theo thì đàn y chang như là hồi nãy luôn, chỉ khác cái lời thôi. Có chỉ gió bay ngang qua, khẽ nhẹ vuốt mắt tâm hồn mình. Này cậu trai thất tình, làm chi hỡi em. Cách đẹp giống nhau ha, cách đẹp giống nhau. Rồi bây giờ qua lời 2 thì sao? Lời 2 thì chúng ta không có đơn là 1 và 2 nữa, mà chúng ta thêm cái và này nè. Đó, 1 và 2 và. Thì mục đích để cho cái phần đệm nó phong phú hơn, nó thay đổi đi, nghe ta đỡ cái nhàm chán này ha. Rồi bây giờ thì Tùng sẽ đệm mẫu cho anh chị em là lời thứ hai đơn chậm, và sử dụng là mẫu đệm là 1 và 2 và đơn chậm ha, hợp âm thì giống y chang như là phần trước. Rồi bắt đầu nha, 1 và 2 và. Có giọt nước rơi trên mi, khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng. Hình như nước xa cách ta, ôi
rồi khóc khiến ta thêm buồn. Vì ta cũng đã biết rằng nàng đã xa cách ta. Rồi, đó là lời 2. Còn lời thứ 3 thì sao? Nó giống y chang về phần là tay trái hợp âm. Bây giờ cái cách đệm của mình thì mình phải trộn lẫn hai cái mẫu đệm hồi nãy của mình lại. Khi thì mình đang là 1 và 2. Rồi đôi lúc mình thay đổi 1 và 2 và trộn lẫn vào thì trong một cái phần đệm nó nghe nó hay hơn nữa ha, nghe nó lạ đỡ nhàm chán. Rồi thì tôi sẽ đệm mẫu luôn cái phần lời thứ 3 nha. Trộn hai cái kiểu đệm lại, kiểu số 1 và kiểu số 2. Bắt đầu. Khi người nỡ quay lưng ra đi, dấu còn chúng vẫn vương trong lòng. Người yêu ơi, ta biết rằng nàng đã xa cách ta. Ta ôm một chút đau thương thôi, dấu thật kín mãi trong tâm hồn. Này người, thì có một chỗ thì Tùng chuyển lộ hợp âm nha, do không thuộc lời nhìn hỏi nó bị sai âm, nhưng mà anh em nhìn theo cái hợp âm ở trên màn hình là đừng theo được. Rồi, đó là cái đoạn phần đệm là xong nha. Rồi bây giờ cái phần mà nối giữa hai câu, nối giữa hai câu thì trong bài thường là người ta lấy luôn cái đoạn intro của bài luôn để là hát hết cái lời thứ nhất, là đờn một đoạn nhạc đó, sau đó rồi qua lời thứ hai. Rồi bây giờ Tùng sẽ đờn lại cái đoạn intro nè. Bây giờ chúng ta sẽ tập nha. Đầu tiên là đô trưởng, chúng ta bấm đô trưởng nè. Đô, đô là dây số số 1, thì số 2. Anh em nhìn cái táp nha, nhìn táp và nhìn tay tôi cũng được theo. Đô. Thế tôi đơn chậm đó. Đó. Chuyển lên. Rồi sau này bấm pha trưởng. Đó, rải xuống. Tăng, 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 tăng. Chỉ qua đội trưởng liền. Rồi, qua son bài A, qua son trưởng. Anh em nghe cái tiếng đàn Nguyễn Tùng, nhìn vào cái tay và nhìn vào cái táp để mà đàn nha. Một lúc chúng ta có nhiều thông tin để chúng ta mới đàn, tự bài này nó hơi khó. Tại vì có một số anh em nói Tùng là bữa giờ hướng dẫn 2-3 âm không chán quá, phải tập nhiều âm để cho nó hay. Đó, giờ Tùng sẽ đàn nhiều âm cho anh em tập. Nếu mà thấy khó quá thì anh chị em cứ để lại bình luận bên dưới để Tùng biết là những cái bài sau thì Tùng điều chỉnh lại cho nó dễ hơn xíu. Còn anh em thấy mà ok vậy là được rồi thì chúng ta cứ thế mà chúng ta tập ha. Để Tùng sản xuất những cái bài video sau thì nó sẽ phù hợp với anh chị em hơn. Vừa rồi thì Tùng đã hướng dẫn cho anh chị em xong bài Hòn Đá Cô Đơn. Bài này thì không có rõ tác giả, cho nên là Tùng cũng không biết là ghi tên tác giả là ai. Thì trong quá trình học á, nếu anh chị em thấy có vấn đề gì khó khăn, cần góp ý để xây dựng những video tiếp theo được tốt hơn thì anh chị em để lại bình luận bên dưới, rồi thì Tùng sẽ sắp xếp và sẽ hỗ trợ cho anh chị em tốt nhất. Rồi Tùng xin chào chị em và chúc anh chị em có nhiều niềm vui khi tập đàn guitar.